lên núi ngắm lá vàng nha. Lá cây đã bắt đầu chuyển màu hết rồi nha, nó chuyển sang màu vàng vàng hết à, vàng cam hết à. Từ cây đến cỏ đều chuyển sang màu vàng đỏ vàng hết rồi. Đi đâu quay trực tiếp. Hai đi, chào em hai đi. Hai. Vừa sắp leo lên được nửa đỉnh núi à. Chả lâu nè. Giờ đang leo lên dốc nha mọi người, lên đỉnh núi. Wow, trên đây nó đẹp. Leo lên con dốc đuối luôn. Bù lại thì được ở lại lên đây không khí trong lành lắm. Lột khẩu trang ra đi. Mà hai mẹ con nó vẫn đi trước. Bữa nay trời ủ ám không được trong cho lắm cho nên chưa có ánh nắng lên. Thao quá. À sao? Trên núi cây to không nhỉ các bạn? Cao cho nên nó lợp bóng mát hết à, nhìn rất là mát luôn.
Bây giờ bắt đầu mình lên chùa trên núi Chi Á Xanh nha. Mà chùa này là cách đây 170 năm rồi nha. Có cây phong lá đỏ rất là đẹp luôn. Leo lên dốc mệt thở không ảnh luôn. Chị kia đi không nổi ngồi đó luôn rồi. Đang thu sữa. Sim, 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 sim,
xuống nhanh hơn là lên. Dạ. Bây giờ bắt đầu đi xuống dốc. Đi xuống núi thì xanh. Em ấy lúc đi thì khoái lắm, lúc về em ấy quậy rồi đó. Buồn ngủ rồi, tâm là buồn ngủ là không muốn đi. Mà đi thế nó mỏi, trẻ con nó thấy cũng quậy. Nan khỏe anh thế mà tôi mỏi. Lúc này chúng ta có cái ô tô.